Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cũng như là cập nhật hai cái thông tin. Cái thứ nhất là em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách để chúng ta được chọn KC sớm nhất đối với cái kèo khai thác cái sàn là Bitcoin. Cái sàn này tổng cung là 42 triệu và đã chạy trên hai cái mạng. Đầu tiên là cái mạng Core và sau này sẽ là có một cái mạng riêng trên hệ sinh thái anh chị nha. Đó. Rồi, cái thứ hai nữa là cái cách để chúng ta bán cái đồng là Candy Focus khi chúng ta đạt được cái min bán nha anh chị nha. Đó, hai cái thông tin này thì cô chú anh chị mình chúng ta xem tham khảo giúp em nha. Đầu tiên đối với cái sàn là Bitcoin. Bitcoin Exchange thì anh chị vào cái Twitter á, đây là cái sàn này anh chị ạ. Rồi, thì nói chung á, cái video này là cập nhật, còn cô chú anh chị nào người mới á thì chúng ta vui lòng xem cái video hướng dẫn đăng ký cũng như hướng dẫn cái cách KYC của cái sàn này giùm em ha. Em để dưới phần mô tả hết rồi, còn cái này cập nhật thôi nên là nói rất là nhanh. Bây giờ em sẽ vào cái sàn. Hiện tại cái sàn này là chúng ta đang khai thác trên web nha. Cái này trên web. Em sẽ đăng nhập vào nè. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái của chú anh chị mình sẽ thấy nè. Là tôi đăng nhập Hùng Tỉnh 93 ID. KYC của em đã được phê duyệt nè. Tiếng Anh của nó là Approve. Anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi khi mà chúng ta KYC thành công rồi á, chúng ta mới được khai thác. Chúng ta KYC xong thì chúng ta nhấp vào cái mục khai thác mỏ phía dưới bên phải nè. Cô chú anh chị mình không có tiếng Việt thì vui lòng á, nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải chọn chuyển dịch giúp em nha. Ở đây cô chú anh chị mình sẽ thấy chúng ta khai thác ở đây. Đó. Đúng không ạ? Thì em còn lại á là 3 giờ 59 phút nữa. Ở đây anh chị sẽ thấy nè. Rồi cái dự án còn mới nên nó sẽ còn upload khá là nhiều, nên cô bác anh chị mình á chúng ta cũng cố gắng thông cảm nha. Rồi bây giờ những ai chưa được KYC thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nha. Đầu tiên cô chú anh chị mình sẽ nhấp vào một trang chủ phía dưới nè. Chúng ta vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái giúp em ha. Sau đó mình sẽ thấy cái biểu tượng Telegram đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào cái biểu tượng Telegram bên trái đầu tiên. Sẽ đưa mình đến cái trang. Em nói nhầm, đưa mình đến cái nhóm của dự án nha. Đây. Thì khi chúng ta vào đây nè, chúng ta cần phải check xem chúng ta không phải là bot nữa mới được. Ở đây cô chú anh chị mình sẽ thấy nè. Cô chú anh chị mình mà gửi lên đây á thì chúng ta sẽ được KYC nhiều hơn. Sẽ được KYC nhanh hơn. Còn anh chị không gửi lên đây á thì rất là lâu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đại một cái của một người nào đó, ví dụ nha. Anh chị sẽ nói chung của ai cũng được, nhưng mà em sẽ lấy một cái nào đó cho nó ok hơn. Mình sẽ lấy của, không cần, bà này không cần đâu. Này đi anh chị nè. Làm theo các bước nghe em nha. Chúng ta chuyển sang, anh chị có thể đưa vào cái Google dịch hay gì đó cũng được. Cái username này đó là cái tên nickname của chúng ta nha anh chị. Sau đó cô chú anh chị mình vào cho em cái web nè. Vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái. Ở đây chúng ta thấy cái tên đăng nhập nè. Sao chép nha. Dán ở đây. Cái full name này không cần đâu anh chị. Ha. Rồi. Country anh chị ghi cho em cái chữ Việt Nam. Cái mic ID này nó là cái số ID trên cái sàn á. Của chúng ta mỗi người sẽ có một cái sàn cái số khác nhau. Nhắn giữ nè. Sao chép nè. Dán. Cái form này không cần. Hả? Ha. Không cần này luôn. Cái mẫu như thế này em sẽ để dưới phần mô tả luôn nha. Cô chú anh chị mình sao chép như vậy. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ sao chép nó lại. Sau đó anh chị về cái nhóm này nè. Anh chị về cái nhóm này á, nhưng mà anh chị nhớ cho em á, chúng ta
phải sao ạ? Chúng ta phải coi của người nào nó là admin để chúng ta táp cái tên nó cho nó trả lời nhanh nè. Một là cái người này, hai là cái người này nè, đúng không ạ? Đó. Trả lời bot nè, nhắn giữ nó trả lời nha. Do em đã làm rồi, em gửi luôn. Đó, chúng ta trả lời như vậy thì khoảng thời gian là nửa đến một tiếng là có khi chúng ta sẽ được chọn nha. KC rất là nhanh. Em sẽ xóa cái này, lý do là em đã KC rồi, ảnh hưởng tới người ta. Rồi khi KC xong thì chúng ta khai thác anh chị. Cái này em thấy cũng khá là ngon, cái kèo sàn này cũng ok đấy. Thông tin chi tiết á, thì em có làm hai cái video rồi, mình xem dưới phần mô tả giùm em nha anh chị ơi. Rồi xong, đó là về cái kèo khai thác cái đồng TC của cái sàn là Bitcoin Exchange trên cái hệ sinh thái Core. Cái thứ hai nữa là cái thông tin về cái việc chúng ta bán cái đồng Candy Pocket, anh chị vào cái APK, tức là cái app đó. Thì ở đây anh chị nhớ mỗi ngày chúng ta nhấp vào chữ Open để chúng ta làm hàng ngày nha. Và đặc biệt á, cái vấn đề mà KC này nè, có một số anh chị đã được duyệt rồi, còn của em thì chưa. Mà chúng ta chưa được duyệt thì theo em thì chúng ta chưa có rút được ha. Khi nào mà nó lên chữ verify trong cái màu xanh mới được. Rồi chờ đợi thôi. Bây giờ chúng ta vào cái biểu tượng quả địa cầu ở đây nè. Thì ở đây anh chị sẽ thấy cái giá bên trái là 0.32 USDT. Đây là cái biểu đồ thì nó cơ bản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta muốn bán á, thì trước tiên chúng ta phải mở được cái đồng Candy Pocket. Mà nó mở cái cơ chế này thì em nghĩ rất là khó. Trừ những người giới thiệu được nhiều người á, chẳng hạn như em có anh chị ủng hộ thì mới được. Chứ còn ít thì chúng ta phải gom nhặt lâu lắm. Ha, nhưng mà kèo free mà, chúng chị cứ chờ đợi. Mà cái cách chúng ta bán thì anh chị nhấp vào cái mục sell đây ha, bên phải nè. Thế ở đây anh chị sẽ thấy nè, lưu ý cho em. Price 0.52 là một cái đồng Candy sẽ là 0.52. Số lượng là họ mua ở đây á. Sell có nghĩa chúng ta là người bán, họ sẽ là người mua. Ở đây số lượng 50, tổng số là 66 đô, em nhấp vào chữ sell ở đây. Rồi ở đây em sẽ chỉnh lại 50 nè. Sau đó anh chị nhập cho em cái mật khẩu. Cái mật khẩu này là cái mật khẩu password của cái vấn đề mà giao dịch đó. Em cũng có làm cái video rồi, xem dưới phần mô tả giúp em nha. Nhập xong chúng ta nhấp vào cái chữ confirm sell là được nha anh chị. Rồi nhập xong anh chị nhấp vào confirm sell. Nó có chữ selling spread đó, tức là bán thành công rồi đó anh chị. Đấy, đây anh chị sẽ thấy nè, đó, đây là cái lịch sử giao dịch của em nè. Đó. Rồi để em xem cái em bán nữa một lần nữa được hay không nha. Sell nè. Tiếp tục nhập 50 ha. Nếu như mà ở đây người ta có cái số lượng á mà mua 100 thì anh chị cũng có thể bán được 100, còn này người ta mua 50 thì chúng ta phải chuyển lại 50 thôi ha. Sell nè. Chọn 50. Confirm sell. Rồi ở đây một điều đặt ra là một ngày chúng ta chỉ bán được một lần thôi. Khi em bán thì anh chị thấy nè. Anh chị nhìn nè ha. Bạn đã đạt vượt quá cái số lượng bán. Một ngày chỉ bán một lần thôi nha anh chị. Một ngày anh chị chỉ bán được một lần thôi. Thì chúng ta bán xong nó sẽ nằm bên cái ví của chúng ta. Nó sẽ trả về USDT cho chúng ta. Nhưng mà anh chị muốn rút được là chúng ta phải KYC này thành công nè. Theo em biết là như vậy ha. Còn chưa KYC thành công này thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Nhưng mà chúng ta ít á, thì chúng ta cứ để đó đi anh chị ơi. Chứ chúng ta bán chúng ta tốn ga nữa. Còn em làm demo thì em bán như vậy thôi. Chứ cũng chưa có muốn bán cái đồng này. Tại vì cơ chế mở này nó ít lắm. Cái thứ hai nữa nó sẽ bơm đẩy giá cao ha. Rồi cơ bản như vậy nha anh chị.